các bạn đã trở lại với kênh YouTube của VBNW. Và trong video ngày hôm nay thì Vi sẽ swatch và review về giặt má hồng mới nhất của Eclipse, đó là Eclipse Cheek Fit Blusher. Và trong video ngày hôm nay còn có phần giveaway siêu xịn sò nữa đó. Nếu mà các bạn tò mò thì hãy xem đến hết video và đừng bỏ qua đoạn nào nha, để có cơ hội nhận được một em má hồng thật là xinh xắn. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Kem phấn má hồng Eclipse Cheek Fit Plus có dạng phấn nén, bột phấn cực mịn và độ bám màu rất là tốt. Và đặc biệt trong bộ sưu tập má hồng lần này còn đi kèm hai bé shading vô cùng xinh xắn. Vỏ ngoài của em này được thiết kế vô cùng sang trọng, thành hộp có màu ngà, nắp đậy là nhựa trong suốt và phía trên nắp có chữ Eclipse, ngắn gọn, thanh lịch vô cùng. Mở nắp ra thì không chê vào đâu được. Tông màu trong bộ sưu tập lần này vô cùng trong trẻo và xinh xắn một cách nhẹ nhàng và tinh tế. Đến ngay với màu đầu tiên trong bộ sưu tập má hồng lần này, đây là màu 01 Pansy Cheek Fit, màu tím mộng mơ của sắc hoa lavender vô cùng tinh khiết. Vi đã dùng màu này trong video makeup tông tím. Các bạn đã xem video đó có thể thấy phấn má lên rất mịn và còn có hiệu ứng che phủ lỗ chân lông nữa. Và thật sự mà nói, bạn nào cuồng màu tím thì không nên bỏ qua em này đâu đó. Kế đến là màu 02 Pink Cheek Fit. Em này sở hữu màu hồng baby vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nếu da bạn nào sáng thì chỉ cần apply phấn má 1 đến 2 lần thì sẽ lên màu chuẩn. Nhưng mà nếu da bạn nào tối màu một chút xíu thì các bạn nên apply nhiều lần hơn nha. Nhưng dù là da sáng hay da ngâm thì với tông hồng trong vắt như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ làm sao xuyến trái tim của biết bao chàng trai đó. Tiếp theo là màu 03 Beach Cheek Fit, một tông màu hồng đào ngây thơ trong sáng. Với các hạt phấn siêu mịn và độ bám tốt sẽ giúp cho các bạn giữ được sự ngây thơ suốt cả ngày dài, kể cả đi học hay đi chơi. Và nếu da bạn nào nhạy cảm thì vẫn có thể tự tin dùng em này cả ngày, vì đây là dòng sản phẩm vô cùng lành tính, giàu dưỡng ẩm và còn có thể bảo vệ cho làn da bạn thêm khỏe hơn. Ngay sau đây là màu 04 Coral Cheek Fit, màu cam san hô năng động và tươi tắn. Nhắc đến má hồng thì phần lớn các bạn sẽ nghĩ đến hai tông màu chủ đạo là màu đỏ hoặc màu hồng. Nhưng như vậy thì không công bằng với các em màu cam chút nào. Vì có thể nói thì dạo gần đây tông cam đã nổi lên và đến giờ màu cam vẫn là một tông màu được lòng các tín đồ makeup. Nên mình nghĩ rằng ít nhiều các bạn cũng nên có một em má hồng màu cam như thế này để makeup look mỗi ngày của các bạn có thể đa dạng và nổi bật hơn. Màu 05 Rose Cheek Fit chính là hiện thân của những cánh hoa hồng mong manh nhưng cũng đầy quyền lực. Màu 05 hẳn là đậm màu hơn so với những màu trước. Và đây cũng là lợi thế của em này, vì nếu các bạn muốn sở hữu đôi gò má ửng hồng hay hay thì có thể apply phấn má nhẹ tay và ít lần. Còn khi muốn tạo nét quyến rũ cho makeup look thì bạn hãy apply cho đến khi phấn má lên màu chuẩn nhất nhé. Màu cuối cùng trong 6 màu má hồng là màu 06 Fit Cheek Fit. Sự tinh tế pha trộn một chút bùn cháy tạo nên màu cam gạch. Điều mà Vi cực thích ở dòng sản phẩm này là các hạt phấn siêu nhỏ và siêu mịn, nên dù là apply nhiều lần thì da mặt của các bạn cũng không bị quá là sờn hoặc là quá là dày, nhìn vẫn rất là nhẹ nhàng. Ngoài 6 màu má hồng trên thì bộ sưu tập lần này còn có hai em shading như Vi đã nói. Thì hai em này cũng cùng tiêu chí là tự nhiên và trong trẻo. Màu 01 Ginger Slim Fit là màu nâu lạnh, phù hợp hơn với các bạn da trắng. Và các bạn có thể dùng em này để tạo khối cho mũi, cằm, trán, tạo nên những nét tự nhiên nhưng vô cùng sắc nét cho gương mặt. Cuối cùng là màu 02 Sand Slim Fit, màu nâu nóng phù hợp với các bạn có làn da trung bình cho đến ngâm. Nếu bạn nào thích makeup kiểu hàng xẻng, nhẹ nhàng thì khi tạo khối các bạn nên dùng shading thay thế cho contour nữa nha. Vì shading không quá đậm và không quá sắc nhưng vẫn có thể tạo nét và giúp cho khuôn mặt của bạn thon gọn hơn một cách tự nhiên.
Sau khi đã swipe và review thì ngay bây giờ Vi sẽ nói sơ về cách tham gia phần giveaway. Thì bước đầu tiên là subscribe channel của Vi. Còn các bước tiếp theo thì các bạn hãy xem ở phần mô tả ở phía dưới để dễ hiểu hơn. Nhưng mà các bạn nhớ điều quan trọng là phải làm đủ các bước thì mới nhận được một em má hồng nha. Chứ không thiếu một bước nào đó mà không được nhận thì khá là tiếc đó. Và chúc các bạn chơi giveaway vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.